Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bắt giữ vợ chồng vận chuyển 30kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam Đang vận chuyển 30kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam để lấy 200 triệu tiền công, vợ chồng người dân tộc Mông Ngụ tỉnh Thanh Hóa vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ. Sáng ngày 16 tháng 6, Tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 30 kg ma túy đá cùng một số tăng vật liên quan đến vụ án. Theo đó, sau quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng người Mông ở Thanh Hóa có hoạt động móc nối với người Lào để vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới, sau đó vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Phương thức, thủ đoạn hoạt của các đối tượng này hết sức tinh vi, manh động, thường xuyên mang vũ khí bên người để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt quyết định cất vó đã được lực lượng đánh án xác lập vào lúc 14 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 6 tại hạt quản lý đường bộ đèo ngang thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang đối tượng Sùng A Sến, sinh năm 1998 và vợ là Phàng Thị Dợ, sinh năm 1999, cùng ngụ tại bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa khi các đối tượng đang mang theo một vali và một ba lô, bên trong có chứa 30 gói màu xanh ghi chữ nước ngoài. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Sinh khai nhận 30 gói nói trên là 30 kg ma túy đá được một người đàn ông nói tiếng mông ở Lào thuê vận chuyển vào tỉnh Bình Dương để lấy 200 triệu tiền công. Lực lượng chức năng đã thu giữ 30 kg ma túy đá, một chiếc dao mẹo cùng tăng vật liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Triệu tập xử lý nghiêm nhóm trẻ trâu lạng lách trên cầu Nhật Tân. Ngày 16 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ nhanh chóng xác minh, làm rõ bốn đối tượng có hành vi điều khiển xe máy đánh võng trên cầu Nhật Tân khiến người dân bức xúc. Trước đó, vào chiều ngày 14 tháng 6, bạn đọc đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh bốn thanh thiếu niên đi trên hai xe máy lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, theo hướng đi Đông Anh với tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ngay trong ngày 14 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã giao đội Cảnh sát Giao thông số 2 phối hợp đội nghiệp vụ của Công an quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra, xác minh và 14 thanh thiếu niên có liên quan lên làm việc gồm H, sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, T, sinh năm 2004, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh, H, sinh năm 2010, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, và T, M, X, sinh năm 2008, trú tại Gia Lâm, Hà Nội. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi vào khoảng 12 giờ trưa ngày 12 tháng 6. Hát điều khiển xe máy biển kiểm soát 99AB031, 20 chở T còn Hát điều khiển xe máy biển kiểm soát 29C2090. 20 trở X di chuyển qua nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội rồi lên cầu Nhật Tân để đi sang huyện Đông Anh. Quá trình đi trên cầu, bốn thanh thiếu niên điều khiển xe liên tục đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông. Hiện công an quận Tây Hồ đã tạm giữ hai xe máy và các đối tượng liên quan đến vụ việc để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Người đàn ông bỏ lại ô tô, nghi nhảy cầu Thăng Long tự tử. Một người đàn ông để lại ô tô trên cầu Thăng Long, địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nghi nhảy xuống đất tử vong. Ngày 16 tháng 6, thông tin từ công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Đơn vị đang làm rõ vụ việc người đàn ông để lại ô tô trên cầu Thăng Long, nghi nhảy xuống đất tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, người đàn ông quê Bắc Giang lái ô tô màu đỏ nhãn hiệu Mazda mang biển kiểm soát 98A429, 20 đi lên cầu Thăng Long. Khi chiếc xe tới địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh thì dừng lại, nam tài xế rơi từ mặt cầu xuống đất và tử vong tại chỗ. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng công an huyện Đông Anh tới hiện trường làm rõ sự việc. Cũng theo công an huyện Đông Anh, đơn vị đã liên hệ được với gia đình nạn nhân. Nguyên nhân vụ người đàn ông bỏ lại ô tô, nghi nhảy cầu Thăng Long tự tử đang được công an điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.